Trong video clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi địa chỉ MAC của các mạng máy tính, hay còn gọi là thay đổi địa chỉ MAC address. Thì để làm được điều này thì các bạn sẽ cần tải một cái phần mềm về. Thì đường link đó, mình để ở phần mô tả của video này. Các bạn bấm vào đường link để tải phần mềm này về. Sau khi tải xong thì các bạn chuột phải vào phần mềm và các bạn tiến hành giải nén ra. Tiến hành giải nén ra nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ truy cập vào cái thư mục đã được giải nén và chúng ta tiến hành mở cái phần mềm này lên và chúng ta cài đặt. Cài đặt thì như thế nào thì các bạn cứ làm theo cái thao tác của mình trên màn hình nha. Rồi, sau khi mà các bạn cài xong rồi thì các bạn mở phần mềm lên. Các bạn cứ bấm Z hết ha. Trên đây thì nó sẽ hiện danh sách các mạng. Thì các bạn sẽ để ý cái biểu đồ á. Cái biểu đồ thì cái các mạng nào đang truy cập vào Internet và đang trao đổi dữ liệu thì nó sẽ hiển thị cái biểu đồ. Thì các bạn chọn vào cái các mạng mà các bạn muốn thay đổi địa chỉ MAC address. Thì các bạn chọn vào thì các bạn sẽ bấm nút thay đổi thôi. Đó, ngay chỗ vàng vàng á, các bạn bấm vào. Bấm vào thì sau đó bấm áp dụng nha các bạn. Rồi, thì khi mà các bạn thay đổi xong á, thì cái địa chỉ, cái wifi nó sẽ tự động nó rớt ra. Thì các bạn sẽ connect lại ha. Các bạn cũng có thể làm lại tương tự một lần nữa ha. Nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu địa chỉ MAC khác nhau. Thì các bạn cứ bấm đi, đổi các thứ rồi sau đó các bạn bấm áp dụng là ok. Rồi các bạn cũng sẽ thấy là địa chỉ gốc và địa chỉ đã bắt đầu thay đổi nó như thế nào luôn. Đó, nó sẽ hiện lên ở đó. Và các bạn bấm đổi và lưu lại thôi. Sau khi mà đổi xong thì nó sẽ rớt mạng và các bạn sẽ kết nối lại. Rồi, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi địa chỉ MAC của máy tính. Nó rất là đơn giản luôn phải không nào? Nếu như các bạn cảm thấy clip này hữu ích với bạn thì hãy bấm nút đăng ký kênh nha. Ngoài ra thì mình có thêm một cái phần mềm khác để thay đổi những cái thông số máy tính. Thì cái phần mềm đó mình cũng để luôn ở trong cái video này và các bạn có thể xem qua. Cảm ơn các bạn.